Không có la để ba ăn cơm. Ba ăn cơm xong ba sẽ cho con uống sữa. Không có la. Ba ăn cơm, ba đang ăn cơm nè. Ba đang ăn cơm, con thấy ba đang ăn cơm không? Ba ăn cơm, không cho. Con phải muốn gì được cái đó không? Nè cầm cái lá này ăn đi, tập ăn dặm đi. Nè, không có la, không có la ba cũng không cho ăn. La dối trá, la rồi mở mắt này nhìn, tập ăn rau đi. Ăn đi đó, để ba ăn cơm xong ba mới cho con ăn. Nghe chưa? Không phải con muốn gì được cái đó đâu. Cái lá đó hôi đúng không? Cho con cọng xà lách nha. Đây cho con cọng xà lách nè. Nè cho con cọng xà lách nè. Đó con ăn đi. Tập ăn đi. Nè con cầm ăn đi. Con tập ăn rau đi. Con phải tập ăn rau. Con phải tập ăn chay giống ba. Ăn rau đi. Phải ăn rau cho bằng được. Ăn dặm phải ăn rau trước nha. Con phải ăn rau trước ba mới cho con ăn thịt. Đúng rồi, ba đang ăn cơm mà con cứ ngồi con la ông sờ sao ba ăn cơm được. Con như vậy là bất lịch sự nghe chưa. Đứa bé 4 tháng thật là hư. Được chưa, không có được là đứa bé hư nghe chưa. Không có khóc, con ăn rau đi, con tập ăn rau đi. Con tập ăn rau đi, không. Ba đang ăn cơm, ba không có cho con ăn mà sao con lì vậy. Con cầm rau ăn cho ba nhanh. Con phải ăn cái lá rau này ba uống sữa. Con ăn rau đi, con phải ăn đủ miếng rau đi. Con ăn rau đi. Nè, ba cho con thêm một cái rau mới nè, đây ba ăn đi. Không có khóc mà. Đây, con ăn rau đi, nè, con tập ăn rau đi. Nè, ăn đi. Đó, đúng rồi, ngoan. Bé ngoan là bé phải biết ăn rau nghe chưa. Con không ăn rau là không có dinh dưỡng đâu đó. Con ăn rau xanh cho ba, nhanh. Đây, lá tí tô nè, con tập ăn lá tí tô đi. Con phải tập ăn từ nhỏ nghe không? Không có đòi. Bây giờ con bỏ là ba lấy lại hết luôn á. Đây nè con cầm rau đi. Nè bây giờ con cầm hai cái lá rau nè. Rồi con cầm được không? Không có đạp, con kỳ quá, con đạp miết rồi. Thôi vậy ba lấy lại hai cái rau này rồi con làm đó. Không. Ba ăn cơm xong ba mới cho con ăn. Không có là ba ăn xong ba mới cho con ăn nghe không? Không, con không có khóc nhẹ. Con đâu có khóc đâu, mở mắt con nhìn ba kìa. Con đang khóc dối. Không, ba không cho. Không có khóc. Bây giờ con khóc cũng không cho ăn. Thôi nè, cho cái rau này, thôi nến đây, nến thương ba thương. Nè, cái rau nè. Con cầm rau đi. Cầm cái rau ăn đi, ăn rau đi. Ăn rau đi. Ăn rau đỡ đói. Ăn rau, trời ơi, con bỏ cái rau của ba, ăn rau đi. Nè, ăn được này ba ăn nè, ha. Ngon quá. Nè, ba ăn được này, ăn đi. Không, vậy thôi ba cất luôn mà không cho ăn nữa. Sao? Nhõng nhẽo hoài à, khóc nè, mở mắt ra nhìn kìa, khóc dối. Rồi thôi ta cho đi uống sữa nha. Ta cho đi uống sữa rồi, lên nến. Rồi ta cho đi uống sữa đi, rồi nến. Đi uống sữa rồi, giỏi lắm em ơi. Con Phương giỏi lắm. Giờ bà cho uống sữa nha. Phương, cười lên cái cây. Cười lên nè, Phương quá. Rồi đây, rồi. Wow.